Mặt mày tao nghĩ biết tiền. Chọc đi. Tiền từ tiền để gần mình. Bóc cái gì? Bóc tay bóc cái gì? Bạch Vân dạy học trò. Học trò có nhiều người lỗi lạc như là Phật Hoàng, Đường Diệu Thánh. Người ta đang bóc mà, đi chỗ khác đi. Alo đi con. Bóc điện thoại. Alo. Cái gì nữa con, lấy gì nữa con, nè lấy gì nữa, lấy gì nữa. Nè được chưa nè. B, ASEAN, C, APEC và D, ASEAN. Nãy giờ em đã rất là may mắn với đáp án A rồi. Bốn câu hỏi cũng đã quá. Lấy điện thoại, lấy điện thoại này rồi. Em sợ điện thoại này trả tiền mất hai lần. Khu vực mậu dịch của ASEAN 200.000. Được quyết tắc là APA. Mỏ xô ghê quá. Mỏ hậu nguyên hậu mới gọi được rồi để vậy. Alo, alo. Mình mang về cho mình cả 50 chữ xin được. Đó, chờ đây. Mày cay.